Yo, chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của anh Xe Ôm. À ý là, thì bữa này là mình đã chuyển qua trở thành đệ tử của cái bang rồi các bạn. Thời gian này thì kinh tế khó khăn, mà cái con virus corona thì nó lại hoành hành khắp các nơi. Thế nên là ngoài gia nhập vào cái bang để làm ăn xin ăn mày ra ấy, thì kiểu thì không thể làm được một cái việc gì khác nữa hả? Nhưng mà anh em yên tâm là vẫn sẽ chơi Free Fire với các bạn. Một kiểu đầu tiên thì nó vô cùng là đơn giản phải không nào? Wow, lâu lắm rồi thì kẻo không có chơi team squad. Cơ bản là dạo này chơi game ngủ quá đi hả? Thế nên là phải vào trong game để nhờ đồng đội kéo rank. Chính xác thì nó là kéo rank free. Wow, cuộc sống mà các bạn mà. Thì nếu như mà anh em có lướt qua video của Sĩ Kẹo, hoặc như là mà anh em yêu quý mình, thì các bạn đừng quên nó là hãy nhấn like và chia sẻ cho video nha. Và thế là thằng thứ hai. Úi dồi ôi, cái gì nữa vậy? Wow, baby, clear on team. Oh, nói chung là mấy thằng dơm dơm thì chúng nó không có cử với Kẹo đâu hả? Thế là xong. Úi dồi ôi, cái gì mà đâu nổi lại cứ phải nằm lăn nằm bò ra thế kia hả? Thế thì kẻo cũng chịu rồi. Lâu lâu chơi game team squad mà sao hôm nay mà gặp toàn có tả không nhở? Khổ quá cơ. Làm sao mà có khi là gặp cả mấy cái tả cả ngàn cân thì sao mà có thể chơi được hả? Nam kiều cực kỳ là ngon lành. Các bạn thấy là có đơn giản không? Đồng đội thì toàn mấy thằng nó bắn như quần què đó. Nam kiều ngon ghê hả? Tình hình là hôm nay đã là cái mùng 6 mà Tết Nguyên Đán rồi. Thế nên là chắc chắn là các cháu cũng sắp phải đi học rồi đúng không nào? Chú dạo này thì chú Sĩ Kẹo đã chuyển qua đó là làm đồ đệ cho cái bàn. Thì cái công việc của chú đó là không phải chạy xe ôm nữa, mà chú đã chuyển qua đi ăn xin ăn mày ở ngoài đường đó mà. Thì cơ bản là cái công cụ hành nghề của chú đó là một cái bộ quần áo rách rưới, và đó là tóc thì xanh đỏ tím vàng như kiểu lông gà đó mà. Mà chú chạy Exciter. Ồ chú lộn, chú không có chạy Exciter, mà chú còn chả biết Exciter là cái gì nữa cơ các cháu à. Chú là chú đi bộ đi ăn mày thôi, chứ nhớ đâu mà chạy Exciter thì người ta đâu có cho tiền đâu mà ăn mày làm cái gì hả? Cuộc sống thì khó khăn. Mà dạo này thì chú nghe nói là cái con virus corona nó hoành hành khắp các nơi đó hả? Wow, cái quần què gì dở? Cái thằng nào đó ở ngay phía trước đó dở? Quần què. Hôm nay ta chính là đệ tử của cái bàn này, thì sẽ xem như đạo dạy cho mấy thằng địch một cái bài học, cho chúng nó nhớ đời. Lần sau là chừa mặt của đệ tử cái bàn già, nghe chưa hả? Nà ní, cơ bản là dạo này kẹo ở ngay ngoài này và còn chưa thấy ai luôn. Wow, cái thằng đĩ chó nào nó ở trong kia hả? Mày tính mất dạy với tao đúng không? Đây rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ lát cờ và quà vã cho nó một trận. Vã lên vã xuống cho nó sợ đi hả? Ồ, nào có phải là mày ở trong không? Mày ra đây tao sẽ cho mày một trận này. Ồ, nó trốn rồi. Cái kiểu này là cái kiểu mà nó đã trốn rồi. Thế thì làm sao mà có thể kiếm được nó đi hả? Mày trốn đâu hả cái thằng dạy con này? Mày dám bố láo ăn cắp với ông mày đó hả? Mày gặp phải đệ tử cái bang là hôm nay là coi như mày xui rồi nha mày. Này, wow, quá nhanh và quá nguy hiểm. Thì à, tội đích thân đó là đệ tử của cái bang, là truyền nhân đời thứ 18, và hôm nay là chính thức là cái lễ đăng cơ lên thành bang chủ cái bang. Các bạn đang tò mò là tại sao mà bang chủ cái bang lại chơi game Free Fire đúng không nào? Cuộc sống mà, thì Free Fire đó là cái game quốc dân rồi. Bây giờ là các bạn đi đâu thì cũng thấy người ta chơi Free Fire thôi hả?
Tình hình là chơi team squad mà lúc nãy là trong cái phở giáo tranh là kẻo chả có ăn được mảng nào. Wow, nản quá đi à. Đây nè, cái thằng nào mà xin đảng tiêu quá liền thì quả đây mà lấy nè. Bố mới không ngồi ở đây mãi được đâu. Let's go. Wow, không có ai hết gì. Sao mà chán gì? Ủa, mà kính thưa các vị sư huynh và kính thưa các vị sư tỷ cũng như là các vị tiểu muội, nếu như mà có xem được video của bằng chú cái bàn thì các bạn nhấn like và chia sẻ cho video. Mà ở dưới có ai đâu, tại sao mà mấy thằng đồng đội nó cứ ngồi cằn, thật sự luôn. Thật sự là ta không có hiểu gì hết trơn đó hả? Úi giời ơi, làm sao đây? Lên thì lên hẳn trên luôn đi, xuống làm gì rồi lại phải lên? Chẳng hiểu sao đồng đội, toàn mấy cái thằng mà nhát chết không có hả? Nà ní, mày dám chơi đồng đội tao là mày tới số rồi. Dạ, 6 kêu, ngon lành cần đào. À mà, ngon lành cần quất thì cũng được. Thật ra thì như nào nó cũng được á hả? Rồi, bây giờ để làm sao đây? Để làm sao để mà băng chú cái bàn phải kiếm được top 1 trong game Free Fire? Người đâu bây giờ đây? Bây giờ xem như nào đi kiếm người thì nó cũng là một cái vô cùng là khó khăn. Chúng nó lại cứ trốn hết cả cơ. À đù, đứa nào gì? À, mày ở kia phải không? Mày coi chừng là mày chết với tao nha mày. Tao xem mày làm gì tao này. Nói chung là các người không có cớ với ta. À, cái thằng mất dạy kia, thì ra là nó có tận hai đứa luôn hả? Xong quá à luôn này. Nào, để tao xem là chúng mày mất dạy với tao như thế nào hả? Chúng mày trốn qua đây phải không? Làm sao mà chúng mày có thể chạy được mà thoát khỏi được cái gì nhở? À, cái bang chủ cái bang này hả? Mày này, thoát làm sao được hả? Wow, làm sao mà nó lại bắn đầu đội mình thế kia? Wow, nốc hại rồi, vãi lũ quá đi. Quần què, thật nào, có phải mày không? Dạ, nghĩ gì? Chú nghĩ gì mà chú có thể ăn đầu đội được anh như vậy là không có được nha. Đừng có mà múa rìu qua mắt thở nha. Rồi ngon lành, chúng ta có 7 kill. 7 kill tức là 7 kill. Làm sao mà mày lại nằm xuống đây? Thôi thì kể nó đi à. Đấy, có cái súng điện này là tranh thủ là chích máu cho đồng đội tí à đâu. Nhìn mà tôi cứ tưởng như là chích xì ke cho đồng đội. Wow, thật là vãi lũ. Vãi lũ thật sự luôn đó hả? Tầm này mà nếu mà trừ đi tìm của ta ấy, thì nó chỉ còn lại là có 8 người chơi thôi. Thì xem như nào, chúng ta đến với chương trình Ai là triệu phú. À, ý lộ không phải là chương trình Ai là triệu phú, mà là chương trình lấy top 1 trong game Free Fire đó mà. Thì ta hơi nhầm xíu. Thì mọi người hãy nể nàng cho bằng chủ cái bàn nhờ. Thế là bây giờ làm sao đây? Chúng mày lại trốn ở đâu rồi? Có phải là chúng mày lại không muốn gặp băng chủ cái bàn không? Hôm nay là ta là truyền nhân đời thứ 18 của cái bàn và đích thân ra mặt để xem là để hạ gục các ngươi, mà các ngươi lại trốn như thế là không có được đâu nha. Ôi rồi ôi, thế này là toàn hoang cả rồi. Thế là chúng mày lại trốn đâu rồi hả? Tại sao chúng mày lại trốn mà ta lại không thể tìm lại được ra chúng mày? Có phải là ở ngoài này khâu kia rồi? Mày cháy đi mày. À, mày giỏi quá ha. Tao sẽ xem là mày chạy cái kiểu gì này. Mày tưởng mày dựng mông keo mày ngon à? Dầm bà cái thằng trẻ trâu này. Thế là sao? 8 kiều ngon lành. Chúng mày nghĩ chúng mày là ai? Chúng mày có thể hạ gục được đệ tử cái bang là hơi bị xài xài đó nhờ. Chúng mày không có cỡ để mà hạ gục đệ tử của cái bang nhờ. Wow, phải nói là bây giờ thì ta đã có rất là nhiều những cái trang bị ngon luôn. Cực kỳ là ngon lành cần đào. Ê,
Mà nghĩ cũng tội, nhưng mà thôi cũng kệ à. Cuộc sống từ một anh xe ôm thì bây giờ mình ấy trở thành đệ tử của cái bang như này. Thiệt sự là khổ quá đi à, thiệt sự là khổ quá đi à, à đi phở phở. Vậy là còn mấy đứa đây? Wow, thật không thể tin nổi. Đó là tim của mình còn phung cả tim thế này thì chúng mày kiểu gì là chúng mày cũng sẽ giành mổ với tim của anh rồi. Làm sao mà có cử chứ hả? Thế bây giờ để xem là xuống dưới coi nào. Còn có 3 thằng thôi à? Wow, thính trông hấp dẫn như vậy hả? Thính kê rồi. Nhưng mà thôi chẳng bị cũng ngon quá rồi. Là có thính xíu thôi. Wow, một cái giáp bà mới quá đã luôn. 3 thằng nữ, chúng mày trốn ở đâu? Anh cho chúng mày thời gian để chúng mày chạy qua đây xem nào. Qua đây, xem là có vỡ mồm với lẽ ăn không hả? Sao vậy? Cái kiểu này là kiếm chúng nó là hơi bị khó khăn đấy. Tèn tèn tèn. Alo, hôm qua thì ăn bắt cháu gà, mà hôm nay các cháu lại bỏ nhà cả ra đi. Còn lại có 3 cháu thôi hả? Wow, cái gì vậy trời, số 3 bị bắn kìa. Làm sao mà lại công kiểu gì lại bị bắn nữa hả? Tôi quay lại đi. Quay lại để trợ giúp số 3 xem nào, nó làm sao nào. Mà sao nó lại bị bắn như vậy? Đợi chờ tí ta đến ngày. Anh lím mạng một mình và cái kết là... Wow, bị bắn kinh thế hả? À, trên này. Đã thấy rồi nha. Ở ngày sau có bóng kẹo thôi mà. Làm gì mà càng hở? Hôm nay... là anh sẽ cho các chú thấy cái lạnh của mùa đông nha. Rồi tầm này thì không có bao keo. Không có bao keo thì sao mà có thể là ăn được chúng nó hả? Hơi khó. Nhưng mà không sao. Hơi khó thì không phải là không có cách mà vẫn có thể ăn chúng nó bình thường. Có đứa nào nó vừa ở trên đây cơ mà. À kìa rồi. Tao tưởng là mày chạy đâu cơ. Tao sẽ mày chạy nổi không này. Xấy nát bao keo này á đù. Nó lại có thêm bông keo. Đúng là mấy thằng giàu bông keo nó có khác hả? Wow, yes. Và ngày hôm nay thì chúng ta lại được bỏ nhà trong trận đấu này rồi. Các bạn thấy hay, các bạn nhấn like và chia sẻ video nha. Bye bye anh em.